Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mỹ truy tố loạt lãnh đạo Hamas tội danh khủng bố. Giữa bối cảnh tình hình xung đột giữa Israel và Iran căng như dây đàn, ngày 3 tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Yahya Sinwar, lãnh đạo hàng đầu phong trào vũ trang Hamas, cùng với một số lãnh đạo của nhóm này với cáo buộc khủng bố và nhiều tội danh khác liên quan hành vi của nhóm trong cuộc tấn công vào Israel hồi năm ngoái, theo hãng tin Reuters. Ngoài ông Sinwar, những cá nhân còn sống có tên trong danh sách truy tố gồm ông Khaled Mesan, lãnh đạo văn phòng của Hamas ở Qatar, ông Ali Baraka, lãnh đạo cấp cao của nhóm ở Lebanon. Ngoài ra, ba lãnh đạo Hamas đã chết cũng có tên trong danh sách truy tố, gồm ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo Hamas bị ám sát tại Iran hồi tháng 7, chỉ huy lực lượng quân sự Mohammed Deif, người mà Israel nói đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào tháng 7, và phó chỉ huy quân sự Marwan Issa, người mà Israel cho rằng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào tháng 3. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 6 cá nhân nói trên bị cáo buộc âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho các hành vi khủng bố gây tử vong, âm mưu giết hại công dân Mỹ và 5 cáo buộc khác. Theo một quan chức Bộ Tư pháp, các công tố viên Mỹ đã đưa ra cáo buộc đối với 6 nhân vật nói trên từ tháng 2. Thông tin Mỹ truy tố các lãnh đạo Hamas được công bố sau vụ lực lượng Israel phát hiện thi thể 6 con tin trong một đường hầm ở dải Gaza, trong đó có một con tin người Mỹ gốc Israel. Trong khi trước đó, các quan chức Lầu Năm Góc đang thảo luận về việc liệu sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ có thể kiềm chế những căng thẳng đang leo thang, hay ngược lại sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ cách đây một năm, khu vực Trung Đông đã chìm trong sự bất ổn liên tục. Các vụ giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon, cùng với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi từ Yemen, đã làm tăng thêm sức nóng. Gần đây nhất, hàng trăm tên lửa từ Iran đã nhắm thẳng vào Israel, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, Lầu Năm Góc đã triển khai một loạt vũ khí hạng nặng đến khu vực, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tấn công đổ bộ và một phi đội máy bay chiến đấu. Tuần này, thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết sẽ có thêm vài ngàn binh sĩ được điều động, nâng gấp đôi sức mạnh không quân tại Trung Đông. Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng lực lượng bổ sung này nhằm mục tiêu bảo vệ Israel và các binh sĩ Mỹ tại các căn cứ trong khu vực. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai cho biết sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến lớn hơn trong khu vực. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng kéo theo lo ngại về việc Israel có thể thực hiện các chiến dịch ngày càng táo bạo hơn chống lại Hezbollah, với tâm lý rằng họ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ. Theo tờ New York Times, tướng Charles Q. Brown, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã nêu bật những lo ngại này trong các cuộc họp tại Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Ông đặt câu hỏi về sự phân bổ nguồn lực quân sự này đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ, cũng như khả năng ứng phó nhanh chóng với các cuộc xung đột ở các khu vực khác trên toàn thế giới. Tình hình hiện tại đang ngày càng trở nên phức tạp và khó lường, khi mỗi quyết định quân sự đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể đoán được. Israel không kích mục tiêu Hezbollah ở Beirut, dội pháo cứ điểm Hamas tại Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết Israel không kích Lebanon nhắm vào các mục tiêu Hezbollah tại thủ đô Beirut, đồng thời xóa sổ các trung tâm chỉ huy của Hamas ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết Israel không kích Lebanon nhắm vào các mục tiêu Hezbollah tại thủ đô Beirut, Lebanon, theo tờ The Times of Israel. Các cuộc không kích tiếp tục diễn ra trong đêm khi Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, thề sẽ tăng gấp đôi cuộc chiến chống lại Hezbollah. Lực lượng đã bắn tên lửa và đạn súng cối vào miền Bắc Israel. Hãng tin Al Jazeera đưa tin rằng một vụ nổ hoàn toàn lớn đã xuất hiện ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Các video lan truyền trên mạng xã hội Lebanon cho thấy ban đầu xuất hiện một ngọn lửa sáng rực trong đêm, sau đó là một vụ nổ mạnh tại Beirut. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA đưa tin ít nhất 5 cuộc tấn công của Israel đã tấn công miền nam Beirut từ tối 5 tháng 10 đến rạng sáng 6 tháng 10. 4 trong số các cuộc tấn công nhằm vào khu Dahiyan,
trong khi cuộc tấn công thứ 5 nhằm vào khu phố Jawfat al-Arusi đều ở Beirut. Israel không kích Lebanon ngay sau khi quân đội Israel cảnh báo người dân ở một số khu vực phía nam Beirut phải sơ tán ngay lập tức. Theo lực lượng phòng vệ Israel, khoảng 30 quả đạn đã được phóng từ Lebanon vào lãnh thổ Israel vào sáng sớm 6 tháng 10 giờ địa phương. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết rằng một số quả đạn đã bị chặn và một số rơi xuống lãnh thổ Israel, không rõ thiệt hại. Phía Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel trong khu định cư Al-Manara và khu vực xung quanh miền Bắc Israel bằng tên lửa để hỗ trợ người dân Palestine và bảo vệ Lebanon. Ở diễn biến khác, lực lượng Israel cho biết đã pháo kích và không kích dữ dội vào các khu vực phía Bắc và miền Trung dải Gaza vào tối 5 tháng 10. Lực lượng Israel cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhắm vào các chiến binh Hamas đang hoạt động bên trong một trung tâm chỉ huy và kiểm soát khu vực Jabalia. Theo Israel, trung tâm này nằm bên trong một khu nhà trước đây từng là cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine, UNRWA. Các cuộc không kích đã kéo dài trong khoảng 90 phút và tập trung vào phía đông thành phố Jabalia và Gaza, theo đài CNN. Các nhân viên y tế của Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết đòn không kích của Israel đã khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hezbollah lâm cảnh khốn đốn khi Israel liên tục oanh tạc dữ dội thủ đô Beirut của Lebanon. Ngày 5 tháng 10, bầu trời phía nam Beirut chao đảo trong tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu Israel khi 5 đợt oanh tạc dữ dội đã đổ xuống những khu vực từng được xem là thành trì của Hezbollah. Trong đó, 4 đợt không kích được mô tả là rất dữ dội, phản ánh quyết tâm của quân đội Israel trong việc tiêu diệt những mục tiêu chiến lược của đối thủ. Động thái này diễn ra sau khi Israel kêu gọi cư dân sơ tán khỏi các khu vực được cho là an toàn, nhưng giờ đây đã trở thành điểm nóng của cuộc xung đột. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA, không chỉ có những tiếng nổ vang rền, mà khói cũng đã cuồn cuộn bốc lên từ các khu vực ngoại ô, làm rối loạn không khí vốn đã căng thẳng. Các phóng viên có mặt tại hiện trường đã chứng kiến sự hỗn loạn. Những người dân hoảng hốt chạy trốn khi một số máy bay của các hãng hàng không Trung Đông vẫn cất cánh và hạ cánh tại sân bay Beirut, chứng tỏ rằng cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn mặc cho tiếng bom đạn. Trong khi các cuộc không kích tiếp diễn, hãng thông tấn Al-Makazia báo cáo rằng máy bay Israel đã nhắm đến những khu phố như Mayre Zeit và Buri al-Baraniyeh ở vùng Dahiyeh, nơi Hezbollah có sự hiện diện mạnh mẽ. Một vụ tấn công đặc biệt nhắm vào một đội cứu hộ đang nỗ lực sơ tán người bị thương tại khu phố Mayre Zeit đã gây chấn động, làm dấy lên những lo ngại về an toàn cho các tình nguyện viên. Hơn nữa, đài truyền hình Lebanon Al-Zared thông báo rằng các đội cứu hộ và lực lượng phòng vệ dân sự đang cố gắng tiếp cận khu vực nhà ông Syed Hassem Safiuddin, người được dự đoán là sẽ kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, đã bị tấn công. Tình hình càng trở nên khẩn cấp hơn khi Hezbollah đã mất liên lạc với ông Safiuddin kể từ cuộc không kích vào ngày 4 tháng 10, làm dấy lên nhiều nghi ngờ về sự an toàn của ông này. Theo Bộ Y tế Lebanon, trong vòng 24 giờ qua, 25 người đã thiệt mạng và 127 người khác bị thương do các cuộc không kích. Từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng nổ, con số thương vong trên toàn Lebanon đã lên đến 2.036 người thiệt mạng và 9.662 người bị thương. Tình hình khốc liệt này không chỉ gây ra nỗi đau cho người dân Lebanon, mà còn tạo ra một bức tranh bi thảm về một cuộc chiến không có hồi kết, nơi mà sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một tiếng nổ. Hezbollah phát đi thông điệp mập mờ giữa đồn đoán về ứng viên lãnh đạo bị hạ sát. Giữa bối cảnh căng thẳng, Hezbollah đã lên tiếng vào ngày 5 tháng 10 khi có tin đồn râm ran về việc lãnh đạo tiềm năng Hassem Safiuddin đã mất liên lạc và có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Tuyên bố từ lực lượng này mang tính chất mập mờ khi họ khẳng định rằng không có nguồn tin hay cơ quan nào của Hezbollah đưa ra tuyên bố chính thức như vậy. Điều này khiến dư luận không khỏi hoang mang về tình trạng thực sự của ông Safiuddin. Theo Reuters, các nguồn tin an ninh từ Lebanon cho biết Hezbollah đã hoàn toàn không nhận được thông tin nào từ ông Safiuddin
kể từ sau cuộc tấn công dữ dội của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 4 tháng 10. Những thông tin từ những người trong cuộc cho biết Israel đã sử dụng bom nặng 73 tấn để nhắm vào một bunker nơi có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan tình báo của Hamas. Ông Safieddine, với vai trò là người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, giám sát các vấn đề chính trị của tổ chức này và có mối quan hệ chặt chẽ với Iran, nơi ông và cố lãnh đạo Hassan Nasrallah từng học tập vào những năm 1980. Ông được xem như là một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí lãnh đạo kế tiếp của Hezbollah, trong khi tổ chức này vẫn chưa công bố ai sẽ là người kế nhiệm ông Nasrallah. Thông điệp mập mờ này không chỉ phản ánh sự lo lắng bên trong Hezbollah mà còn làm gia tăng thêm những đồn đoán về một cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng trong bối cảnh tình hình xung đột ngày càng căng thẳng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.